Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng nay, bão Wukong tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ tương đối nhanh khoảng 25 km một giờ, đã vượt qua khu vực phía bắc đảo Palawan của Philippines và đi vào khu vực biển đông của nước ta. Dự báo đến 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 9 cấp 10. Trong khoảng 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 12, vị trí tâm bão cách quần đảo Trường Sa lớn khoảng 270 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Quay trở lại với phần thời tiết trên khu vực đất liền, đến khoảng trưa và chiều nay, khối không khí lạnh sẽ còn tiếp tục được tăng cường thêm xuống các tỉnh nước ta, trong khi hội tụ gió trên cao đang có xu hướng dịch dần về phía đông và suy yếu dần, nên tiết trời vẫn nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ, nhưng sau đó mưa sẽ có xu hướng giảm dần, chỉ còn ở diện vài nơi mà thôi. Nền nhiệt trên toàn khu vực trong ngày hôm nay vẫn duy trì ở mức khá thấp, trời tiếp tục rét, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động ở mức sắp xỉ 20 độ vào lúc quá trưa và sau đó giảm dần xuống mức thấp nhất chỉ còn ở vào khoảng đến 16 độ vào ban đêm. Với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, khối không khí lạnh từ phía Bắc đem lại trường gió đông bắc mạnh kết hợp với điều kiện địa hình nên trong ngày hôm nay mưa sẽ quay trở lại trên toàn khu vực nên nhiệt độ nơi đây cao hơn các tỉnh Bắc Bộ khoảng 2 đến 3 độ và dao động từ 14 đến 23 độ. Ở các tỉnh phía Bắc đêm và sáng trời rét, khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chỉ có mưa ở phần phía Bắc, còn phía Nam thì ít mưa và ban ngày có lúc trời nắng và nền nhiệt độ duy trì ở mức 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn trong thời kỳ mùa khô đặc trưng nên hầu như không có mưa, ban ngày chỉ có nắng và nền nhiệt độ tại các tỉnh Nam Bộ vẫn duy trì ở mức cao nhất trên phạm vi cả nước. Không khí lạnh sẽ suy yếu dần trong khoảng 2 ngày tới nên các tỉnh Bắc Bộ ít mưa. Đến khoảng cuối tuần, khối không khí lạnh lại có khả năng được tăng cường mạnh nên sẽ có mưa trở lại, nên nhiệt độ giảm, trời tiếp tục rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 cho đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 cho đến 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 17 cho đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Vùng núi có nơi từ 10 cho đến 13 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 cho đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa và mưa giảm nhẹ giải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho đến 25 độ, ở phía Nam có nơi từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, còn thấp nhất là từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, phía đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 biển động. Nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ như vậy là trong ngày và đêm nay thời tiết tại các tỉnh bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi trời rét các tỉnh ven biển bắc và trung trung bộ có mưa rải rác khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ trời nắng nền nhiệt cao những công ty vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay xin kính chào và hẹn gặp lại.